lúc trước là con bị rối loạn lo âu đó, là giấc ngủ rất là khó. Trong giấc ngủ thì nó nó mộng mị, nó mơ, nó làm cho mình mệt. Nên xong rồi từ lúc mà trường ra nó là ngủ ngon, cái giấc ngủ nó chất chất lượng giấc ngủ nó tốt, mà dễ ngủ lắm. Hồi xưa là cứ lo cho con xong xuôi rồi bắt đầu là tới mình, tới được mình là dỗ giấc ngủ của mình. Bây giờ cứ tới 9 giờ là bắt đầu buồn ngủ rồi. Nhanh đi ngủ. Người già như chúng tôi nhất là con cái. Nếu mà con cái mà nó làm việc mà mình không nghĩ thì không sao, nhưng mà nó làm cái điều gì trái. Ví dụ như nó cãi lại cha mình, hay là nó làm cái việc gì đi làm kinh tế thì thất bại, là người cha người mẹ qua giờ phải lo. Trằn trọc nhiều khi nhiều cứ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hết cả trăm nọ trăm kia nó chưa thấy ngủ được. Đếm từ đếm vào. Tôi cũng đã có thời kỳ tôi mua cái quyển cắt cái quyển sách người ta in cắt bớt sự tức giận đi để cho quảng gánh lo đi và vui sống nhỉ. Vâng đấy. Tôi đã phải đọc những cái quyển đấy đấy mà thấy là nó chỉ mức độ thôi. Nhưng mà khi bắt đầu trường gan rồi thì chỉ cần tập trung vào, đầu tiên là tập trung vào trường gan. Trường gan thì nằm để mà canh cho nó được khoảng tiếng thì hơn tiếng rồi đấy, thậm chí có khi 2 tiếng. Thế xong rồi bỏ ra đấy là ngủ thôi, không có nghĩ ngoài rồi. Nhất là cái khi mà đã những cái người mà đã bị yếu đau rồi, đã bị suy nghĩ, thần kinh bị suy nhược, hay nằm mơ những cái mà toàn ác, thí dụ như bị ăn trộm, như bị đánh, người đuổi, toàn những cái ác mộng không. Thế nhưng mà nếu mà đã trường gan và đã ngủ đi rồi mà thấy khỏe mạnh rồi thì coi như là đúng luôn. Ngủ luôn thì coi như không thấy gì nữa. Hết luôn gặp ác mộng. Đúng rồi. Bóng đè ác mộng là hết sạch luôn. Ác mộng là hết hẳn luôn đó. Chứ lúc trước nhiều khi cái áp lực cuộc sống, cái trong cái giấc ngủ mình ngủ, mình giống như ban ngày mình nghĩ cái việc đó, ở bên mình là ngủ nó lại có cái hơi hướng của cái dư âm ban ngày. Xong rồi trường ngang vô là ngủ ngon luôn. Hoặc là mình vẫn mơ, nhưng mà cái giấc mơ của mình nó lại thì theo một cái hướng rất là vui, tích cực lắm. Đêm đi tiểu nhiều. Bây giờ đi tiểu thế nó cũng thanh thoát hơn. Thì tôi cũng bị u sơ tiền liệt tuyến. Thế thì vừa rồi tôi nghe thấy Hải Châu nói nếu u sơ tiền liệt tuyến thì coi như trường luôn cả nóng cho u sơ tiền liệt tuyến. Thì tôi cũng thực hiện, thế thì thấy bây giờ đi tiểu thì nó thanh thoát hơn. Khi trước thì coi như đi tiểu nó rắc, có khi nó lại nóng cái đường nước tiểu của mình, đường tiết niệu của mình. Thế nhưng bây giờ cái đường tiết niệu của mình nó đi tiểu, tất nhiên là nó chưa được thanh thoát lắm, nhưng mà nó không có cái tức với giàn giác ở cái chỗ đường tiết niệu. Mà trường được mấy hôm? Thì từ hôm vào đi học lớp cơ bản hôm nay là từ 10 hôm. Ngay từ hôm đầu tôi mua tôi về trường luôn. Mà cái tiền liệt tuyến trường được mấy hôm rồi? 10 hôm luôn. À, à không, được rồi. Mới được có 2 hôm chứ. 7, 8 hôm. Thầy mới nói cách đây 2, 3 hôm. Không, tôi có hỏi thầy. Hỏi thầy trước. À, từ hôm thứ 3 tuần trước. Trường được 8 hôm rồi. 6, 7 hôm rồi. 6-7 hôm mà tiền liệt tuyến đã giảm phù nề là ngon lành rồi. Tháng ngủ dậy thì thấy nó mọi khi dậy thì thấy nó mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ dậy thì nó dễ hơn. Không có mệt mỏi, dậy là dậy. Thấy nó như bình thường cái thời kỳ còn thanh niên. Lấy lại tuổi xuân chát như xưa. Gần như thanh niên. Tức là bây giờ mình có cảm giác cơ thể mình nó xuân hóa đúng không?
vâng, nó trẻ và tất quá. Cả các cái nốt này coi như là trước mà đen xì là xì, bây giờ trắng qua cũng hết rồi, không còn. Mà cái đấy là ở lớp cái ai này là nhanh nhất à, cái lớp căn bản ai cũng thấy lúc mà học á, là bơm máu là bác bị lần sần bơm máu là mọi người giờ coi như là mất hết không còn. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ.